Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái cách mà tháo đầu khoan, thay đầu khoan đơn giản tại nhà cho các bạn đây. Đây, cái đầu khoan, mấy khoan này khách đem tới bảo hư cái đầu khoan này các bạn. Đây, bị hư, bị bể rồi. Đây, điều đầu tiên các bạn kiểm tra trong cái cốt này là coi thử nó có ốc dặn không. Có nhiều cái loại đầu khoan nó dặn ốc lại để giữ cái đầu khoan với bạn. Các bạn phải tháo cái ốc ra trước mà bạn mới tháo được. Và cái ốc này ốc răng ngược nhưng mà cái đầu này mình kiểm tra thì không thấy có ốc. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra. Hướng dẫn các bạn tháo ra một cách đơn giản nhất. Di, tháo ra Di. Đây mình kêu thằng em mới tháo dùm cho các bạn xem đây. Các bạn chuẩn bị cái búa kia lên. Rồi cái dụng cụ để đóng các bạn đóng vào cái lỗ này nè. Các bạn đóng vào cái lỗ tròn tròn ngay trên cái đầu khoan này, nó có một lỗ này, cái lỗ mà để các bạn xỏ vào để mở mũi khoan này, hai lỗ, ba lỗ đó. Các bạn đóng vào đó. Các bạn đóng đó. Bạn đóng ngược chim đồng hồ nha bạn. Bé luôn. Rồi ra rồi các bạn ơi. Đó, rất đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ xịt cho bẫy vào vệ sinh sạch sẽ rồi các bạn đó. Cái đầu khoan này đầu khoan 13 ly nha các bạn. Rồi lấy cái mới các bạn gắn vào. Này các bạn ra tiệm đồ điện bán đồ điện, các bạn sẽ là bán cho mình cái đầu khoan 13 ly là được rồi. Bộ đầu khoan nó có đầy đủ đầu và một cái nút cái khóa mở và siết mũi khoan nha các bạn. Rồi các bạn dặn vào thôi, rất là đơn giản. Sau khi dặn vào các bạn có ghim điện cho nó chạy chiều tới và các bạn bóp bóp mấy cái là nó đúng rồi thôi. Rồi đây là những chia sẻ của mình về cách thay đầu khoan cực kỳ nhanh cho các bạn hay tại nhà cũng được, khỏi cần đồ nghề bị nhiều hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong các bạn like và đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Xin cảm ơn.